Chào tất cả các bác nhé. Đây, hôm nay bọn em sẽ dự kiến là sẽ làm cái món khỏ thỏ nướng các bạn. Đây, hôm qua là em nhốt nó ở đây nhưng mà sáng nay dậy là không thấy đâu nữa các bạn. Không biết là em nó trốn đâu nữa. Đây, em đang đã bảo anh Khoa với cả anh Cương đang tìm bên này. Có thấy nó không? Không biết nó sổng đi từ lúc nào các bạn. Vừa với sáng dậy mấy anh em không để ý. Chắc nó ở khu vực này thôi, nó mới đi được tí mà lúc sáng anh qua anh vẫn thấy nó trong cái vả. Nó rúc ấy. Vớ vẩn là mất ăn các bác nha. Bỏ tiền ra mua em thỏ hôm nay về nướng mà lại không thấy đâu nữa nhỉ. Tìm nó rúc rúc vào trong búi thì sao nào. Nó chỉ ra đây thôi, còn bên kia nó có tường ấy, tả ly nó chắc nó không lên được đâu. Ôi, chán nha. Anh úp nhưng mà anh không đậy, anh úp mỗi cái vả lên thôi. Anh biết thế, đậy đặt cái hòn gạch lên thì nó phải tốt đâu. Nhưng mà cách đây khoảng 3 phút anh qua ấy, anh đi qua chỗ đấy anh vẫn thấy nó trong vả mà. Người ta bảo chó treo mèo đậy đậy kín vào chứ. Cái giống này chắc nó rút ở đâu thôi, nó không chạy đâu. Tìm lên bên trên này nào, xem cái búi bên trên này nào. Nó mà rút vào cái gốc tre kia cũng vẫn ăn thật. Nhưng mà nó màu trắng mà. Màu trắng à? Ờ. Một em thỏ. Một em thỏ đã bị sổng chuồng nha các bác nhá. Định giới thiệu cho các bác này, hôm nay là món thỏ nướng. Nhưng mà cái kiểu này hơi khó. Vớ vẩn để mua con khác nhá. Bên đây có Khoa ơi. Thấy không? Ôi trời ơi, thôi để đây tìm đã. Tìm xem ở trên tản cái khu cái bãi tre về này xem nào. Đâu? Xem nó có rút ở bãi tre về khu này này. Nó sổng từ bên kia các bạn. Đấy, từ bên Cương em úp ở cái nhà bên kia. Ui nắng ấy. Đấy cơ ơi. Thấy à? Đâu đây. Mày có thấy rồi. Ở đâu rồi? Đây, cẩn thận nó. À đấy. Đó. Anh biết ngay, anh đoán ngay mà, nó chỉ ở cái tả ly thôi. Cái giống nó lẩn ác nha, chạy nhanh phết nhá. Vào đi Cương, vào đi. Có con chó rồi, có con chó ở đấy rồi. Có được không? Dạch. Xem nào. Được rồi. Mày quá, có con chó. Có con chó nó hình người thấy sao ấy. Đây các bác nhá. Đây. Em thỏ đấy rồi. Ui. Nào, mực. Mực. Đi về đấy. Mày. Mực. Mày thế con chó. Rồi ok. Vậy là không bị mất ăn rồi các bác nhá. Sạch. Được rồi. Thôi thì tốt nhất là lấy về thịt nó đi chứ bây giờ úp chiều nó lại đi mất thì khổ. Anh em chúng tôi tìm được rồi mất nhá. May mắn quá. Là nó rút ở trong bùi này này. Đấy. Nhưng mà có con chó nó ngửi thấy sao ấy. Lọ mọ. Tưởng hôm nay mất ăn nữa cơ. Rồi ok. Hôm nay anh em mình sẽ chế biến cái món nướng anh ạ. Thỏ nướng ở con nhỉ? Con luôn. Rồi ok, bây giờ là tìm địa điểm để anh em mình nướng nhá, là chế biến nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Thì cuối cùng là mấy anh em nhất trí là quyết định sẽ làm cái món thỏ nướng ở đây các bạn. Đây cái chỗ khói kìa. Chỗ đấy là có một cái lán. Đấy mà cái lán mà cũng mấy lần rồi tôi cũng làm phim ở đấy. Có một lần có một cái video tôi nướng rắn đấy các bác.
nó cũng ở đây các bác nhá. Rồi ok. Thì ở đây nguyên liệu chúng tôi chuẩn bị hết rồi các bạn. Bây giờ chỉ việc lên đấy để nướng thôi. Sau đúng gần một tiếng đồng hồ các bạn, thì cuối cùng là bọn em cũng nướng xong em thỏ này rồi. Và bây giờ sẽ sang cái phần gọi là chiến đấu. Đây, hai em lấy ra ngoài đi. Đây nha các bạn nha, rất ngon. Vàng ươm. Đấy. Bây giờ mình sẽ phải không cần không có bát đâu nhỉ. Có ạ. Không, em mở hộp.
Ui rồi, ngon đấy. Rồi, hết rồi. Bỏ ra xong úp úp xuống nha để. Ai dạ. Úi, ai dạ. Vừa chín tới nha. Ai cậu sẽ. Ai dạ. Thì đấy. Xin phép các bác nhé, em một tay trước dính tí nữa. Wow, không bổ lỗi đâu ạ. Dài. Con này già đấy. Ôi trời. Ôi trời. Đói quá. Đói không? Phê không? Thôi anh ơi đừng chặt được rồi. Ăn bọng ngay. Bằng đấy được rồi. Ôi em ứng tạm cái miếng mỡ này. Phê đấy nha. Ôi ôi. Em ăn cả miếng cơ, không thái thế đâu. Thôi không cần thái đâu. Không, anh cũng muốn ăn. Cả miếng luôn rồi, để cả miếng đi. Ây da. Anh cũng muốn ăn miếng đấy. Ui ôi. Phê bị mơ phê thật. Ok, bộ miếng này ra thôi. Từ từ em nốt cho mỡ dính đầy đã. Quá ngon. Em quay thế lúc video như thế nào đây? Nó dùng tắt đi. Mỡ đây nha. Ok, quá. Đây các bác nha. Là bọn em sẽ xử lý em thỏ này. Hơn 2kg đấy các bạn, 2,5 kg. Đây, hôm nay là có 4 anh em. Phê lắm. Chiến bằng hết cái em thỏ này. Đây các bác nhìn thịt ngon không? Sướng không? Đấy. Nướng cũng chín vừa tầm các bạn, thịt dai ngon và cái da của nó ăn rất là giòn. Đấy cho tí vitamin nhanh nhé. Thôi uống cái này thôi nhỉ, thời tiết này nắng nóng quá. Thôi mời tất cả anh em nhá, mời tất cả anh em nhá, mời tất cả mọi người nhá. Phê à? Ngon rồi. Khoa làm món gì đây? Anh cứ ngồi đấy quay. À quên, hôm nay có cả lõi chuối này, nõn chuối này với cả lá lốt rừng nhỉ. Thỏ nướng. Ngon thế. Tôi thèm rõ rãi ra rồi các bạn. Không biết là tôi cứ đợi như này thì bao giờ tôi mới được ăn này. Để chỗ này máy, để chỗ này chắc nóng lắm nhỉ. Rồi, mời các bác nhá. Chứ tôi thì không thể đợi được đâu các bác ạ. Tôi phải đi ăn thôi. Xem nào. Phải nói là ngon thật. Quá ngon. Ok, tôi sẽ thưởng thức một miếng đầu tiên. Miếng nào ngon nhất em nhỉ? Cái miếng sườn, anh thích miếng sườn sườn của nó. Đây. Miếng này các bác nha, thử xem. Mời các bác nha, mời cả nhà nhá. Nước chấm này có cái nước của nó vào. Có ngon. Tròn, ngon. Thơm lại. Gia vị vừa tầm. Mày lá này ngon, được, mày ăn thử đi. Ăn rồi, lúc nãy ăn rồi. Mày thử đi. Giờ cái lá gì nhỉ? Lá lốt rừng. Lá lốt rừng. Sao tạo ráo đấy. Lốt rừng cuốn gan các bạn. Quá tuyệt vời. Hiểu quá. Lốt rừng cuốn gan. Phê không? Khói quá. Ủa, đủ hết. Ăn vất vả hết này. Nhưng mà ngon. Ai dạ. Cái này là xịt xòa ngon đấy. Lá chanh lõi. Ai dạ. Cái khói mới gầy. Ai gầy gầy. Khói khói. Ăn như người rừng các bạn. Không đũa gì cả. Dùng tay hết các bạn. Ăn bốc. Đây. Anh ăn thử với gan xem nào. Ngon cực luôn. Ngon. Đây lá lốt rừng các bạn nha. Đây. Em sẽ thử miếng gan. Gan nướng các bạn nha. Đây. Miếng to tí chứ nhỉ. Ô tay anh vẫn còn nhọ này. Thơm nhỉ. Thơm. Cảm tí nó ăn chuối nữa chứ. Mát lắm. Ăn là mát. Ấy à. À.
Đấy, rót đi. Phải có tí rượu chứ các bác nhỉ. Có cái rượu này. Ăn nhiệt tình đấy. Ôi, mày cho tao miếng đấy đi. Được. Ai lại chia đúng không? Chọn lấy. Thôi mời các bác nhá, phải có tí rượu chứ nhỉ. Nói chung là lần đầu tiên hôm nay chị cùng em được đi ăn thỏ nướng. Ui, chanh làm khoai trước. Ai giời. Khoai đéo ăn. À, khoai không ăn được. Khoai không ăn ra. Không ăn ra. Không ăn ra. Thịt ngon canh, tiết canh. Quên còn món tiết canh nữa các bác nhé. Thịt nó này. Nhìn nó thịt như kiểu thịt gà trống ấy, à gà thiến ấy nhờ. Nhìn cái thớ của nó hay nhỉ. Nó cứ bắt chéo với nhau này. Đây tiết canh đây các bác. Đấy. Nó cũng đông nhưng mà nó không đông chặt mấy nhỉ. Anh trước. Hả? Cái hành tầng này à? Ừ, ngon không? Cái hành tầng này này, cứ hàng này chéo đi xong hàng kia lại chéo về. Như kiểu nó xếp vào như kiểu là xếp ấy. Chà mà. Nhưng mà ăn không, nếu mà ăn xào thì mình cũng không thể phát hiện ra được miếng thịt trông đẹp như này. Thực ra cũng là lần đầu tiên tôi nướng thỏ rồi các bạn. Cũng chưa biết là cái gia vị chủ yếu của nó là như thế nào nên tôi, cái này là tôi tự nghĩ ra thôi. Cả món tiết canh cũng thế. Rồi, tôi sẽ sử dụng là hành này, hành tiêu, tỏi, ớt này, sả này. Đấy là chanh này. Đấy tôi sẽ ướp đều xong tôi ướp đều gia vị lên tôi nướng nha các bạn, tôi quay nhá. Quay cả con luôn. Quay cả con thì cái tỷ lệ nước của nó chảy ra ngoài thì nó ít nên là ăn thịt nó rất là ngọt luôn. Thịt nó không bị khô quá này. Không bị dai này. Đấy. À, cầm miếng này này. Đây các bác nhá. Đây đây. Các bác này, nhìn thấy cái đùi của nó không? Đấy. Lấy cái phần này là nhìn thịt của nó đây. Đây các thịt của nó vẫn trắng tinh nha các bác nhá. Đấy. Nhưng mà tôi thì riêng tôi thì tôi chỉ thích những miếng sườn như thế này thôi. Đấy. Bởi vì miếng của nó mỏng mỏng này, ăn dai ngon. Cầm cả miếng này các bác ạ, chứ không phải chặt chiếc gì cả. Đúng là lúc đầu định xé ăn rồi nhưng mà nó nóng quá. Da nó giòn tan luôn. Ngon. Nó chuối ra. Cũng may này, lúc sáng nay mày tìm thấy đấy. Sáng nay suýt mất ăn. Nó anh đậy ở trong cái vả ấy, không biết là nó chui ra lúc nào. Khoảng 3 phút sau, gần 1 tiếng sau anh quay ra không thấy con ấy đâu nữa. Không thấy con thỏ đâu nữa. Đi tìm mai nhìn thấy ở bên bờ đập. Úi giời. Đây. Đây. Món chuối. Siêu đặc biệt. Siêu ngon. Ai cà phê nhá, sướng thật đấy. Không, đẹp đấy, ăn ngon cực. Ăn nó mát đúng không? Mát thơm nữa. Không phải nói cho mình phải... Nhưng mà mát lại mình lại chấm ớt. Tránh phần của chó đâu nhưng mà nhai sướng ngọt thật. Lần đầu tiên đấy. Ngọt thế này đúng mẹ chó mất việc thật. Ăn nón chuối như lợn à? Hải. Mát lắm. À, em làm sướng như chó thì công nhận mà sướng ngọt lắm. Ôi để em vét cái gia vị dưới này em để chia nhau nha. Đúng rồi, cái gia vị nó ướp ngọt đấy. Thôi mà hành thơm cực luôn, vị cay vừa phải nha. Tại vì cái hành mình nhét trong cái bụng của nó chắc chắn nó sẽ không tỏa được cái mùi ra ngoài, cho nên là mùi nó rất là nặng. Ăn rất là thơm. Nó bị nặng mùi á? Rất là thơm đi. Nó không bị bay mùi. Chắc đừng có nói mà nặng mùi. Mình nặng mùi nghĩa là sử dụng cho cái vấn đề khác. Mùi ôi da. Mùi thơm này chú bảo nặng mùi á. Cái hành này nó vốn đi là nó nướng nó ngọt, xong rồi nó chảy nước ra nó ngấm một con thỏ ngọt thật. Mà bản chất thịt con thỏ ngọt thật. Ngọt, thịt nó ngọt. Nhưng mỗi tội hơi khói tí nhỉ. Thì em
làm phát như này nào, làm phát cả đùi luôn. Ui công nhân, bây giờ em chấm, em khoét một phát hết cỡ bát ớt này. Đừng để cho anh chấm nữa, để cho mọi người ăn với chứ. Anh lấy cái dao anh chặt ra kìa. Em kêu này xuống ăn chân đi. Không ăn tất đi. Không ăn tất bận. Em cắt đúng lòng khớp. Nó không biết nó có như kiểu là cái chân gà không nữa. Nhìn lại. Nhìn lại. Đáng giả. Ok. Để em thử nghiệm xem là cái xương con thỏ này nó dai hay là nó cứng như thế nào. Review thử xương hả? Ờ. Tất luôn. Ừ. Nhưng mà nghe xương ngọt cực. Mày làm thế chó hết thầy. Tham lam với. Ừ. Chính chân là chân nó cũng giòn mà. Cái bàn chân nó. Như kiểu chân rúi. Ừ. Chân có rúi. Chân hơi tí lông nhưng mà chắc là ăn lông bộ lông. Để thế nào. Như đây. Cái thỏ này chúng tôi đi mua về thôi các bạn. Chứ không phải là bắt được cái rừng đâu. Chân nhá. Đấy. Chân thỏ nhá. À giòn thế. Ừ. Đấy. Ngon lắm. Còn à, còn một cái à. Đây còn... cái em cướp của em chứ. Thế là hết rồi. Cái chân này. Ok, anh ăn miếng này. Ừ. Mọi người cứ ăn xương đi. Tôi ăn thịt. Không, giòn đúng như kiểu bụng luôn. À. Thỏ 3 cân mà chân giòn hả? Ăn. Ui. Nhảy mạnh vào. Em bỏ miếng nào đâu. Không được bỏ xương nha các bác nha. Ê, làm tí nữa nhỉ. Cái đầu này. Em ăn miếng dài không biết ăn thế nào được. Nó mọc quá. Nhớ là bọc xương thôi chưa. Làm da bọc thịt này. Chỗ này là da bọc xương. Thỏ. Cháu chú ý tìm mèo con hay tìm tay rồi thôi. Cháu đi nha các bác nha. Đây cháu. Tài chó, anh nhớ em cho mua phát, em làm bo bo mà phát. Rồi không có gì ăn cái miếng bim bim mà gọi là trứng tương này. Dạ. Ai à. Xương của nó cũng ngọt đấy. Xương nó ngọt mà, tao bảo chỉ chó mới mất điện. Ăn xương ngọt này thì luôn. Không hiểu. Chó nó không mất điện cái xương. Nghe nhá, nghe nhá. Úi, úi giòn nhá. Thấy không? Nhiều thế. Chuyến ăn trộm của mình đúng không? Không, ăn miếng mỡ này này. Ai mà phải sửa lại cái đấy đâu. Nhớ là ai bảo mày không để ý. Đây là đúng ra khoa là làm miếng này là hợp lý nhất này. Đấy, miếng này để ấy à. Để đây con em tất. Còn những miếng ngon ngon để cho anh, những miếng kia là không nên ăn này. Ui, ăn cái tay. Thôi à, nhẹ thôi, mặn đấy. Nghe giòn nhỉ. Miếng này của anh à. Ai à? Tao tuy lòng nhưng không sao. Người ta nó thơm đấy. Ai, không ăn xương, ăn đi. Mai kia mua con hươu nướng đi. Nướng được ai? Nướng mua con trâu. Ngọt lắm nhỉ? Chắc mua. Nếu mà trâu nướng thì khả năng là nó to nó kiếm, nó hơn tạ thịt thì hơi khó. Mua con bé là 6-70 cân rồi. Tính vào tình nguyên mua con voi. Ăn là vị trong lòng rồi. Mút cả tay. Mút tay ngon nhất. Em từ nãy thấy tao mút tay rồi. Thịt như thịt là thịt hiến. Nói chung lần đầu ăn em khóc cả da đây rồi. Mì vị cái lông của ớt với lại cái ngọt của thỏ thì thỏ. Cái lá này chấm mỗi cái nước chấm của mình thôi mà cũng đã ngon rồi nhé. Xoay rồi. Thử cuốn cái chuối này xem. Ăn hay cực. Nó lại nếu mà cuốn vào lá chuối nó lại mang cái vị mát của chuối nhưng mà mang cái mùi của lá này. Anh thử nhá. Cứ cọ mày đó, cứ mút khuẩn ngay.
Mấy quả này ổn đấy nè. Ăn cái là giống lợn. Nhưng mà công nhận là phải nói mút tay ngon thật. Cái này phải bấm đôi anh nhá, bấm đôi. Cái này là phải bấm đôi. Mấy chú ở đây. Bấm đôi. Của anh đất. Không được sân nha. Này có ăn được không? Mà chịu. Nó bay nhanh quá, ăn được. Con này chắc thử chục con nữa em cũng ăn hết. Không thể mua đâu. Này từ đâu ra tư đấy. Vàng nhỉ. Này không lấn sân nha. Không được phép lấn sân. Gần tan cuộc các bạn nhá. Ôi. Nói chung là say các bạn. À không phải say mà là phê quá. Ăn ngon. Rượu thì cái chai kia vẫn còn một ít đấy các bạn. Đây. Rượu này. Hôm nay bốn anh em uống hết. Không biết là mỗi người được khoảng 2 hớp gì không. Ôi giời, tôi no quá các bạn. Nguyên ăn thịt thỏ rồi. Đây. Còn thừa nguyên hai cái chân Hải nhỉ. Ừ. Ấy. Chia mày chia mày chia phần à? Qua đúng, qua nó ấy nhỉ. Buồn cười này đấy. Thế quả anh đâu? Quả anh không có đâu. Thế còn cái của anh đây. Cái dính dính ở cái lá rong kìa. Dính quả lá rong là của anh nhá. Của anh. Chúng mày nhận hết phần anh ăn cái gì? Đùa các bác ngon quá các bạn. Đấy. Vét 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 của tao với Hải nhá. Vét cả gia vị ăn này thì thôi rồi, em không có phần nữa đâu. Anh Hải, anh vừa đi phố về các bác ạ, anh ấy làm ở thủ đô hay sao ấy, về nhà đi cùng bọn em đấy, các anh là tranh nhau ăn nên là em khả năng cũng hết phần thật, cứ ngồi coi phim này là, nhưng mà em ăn tham hay sao các bạn, ăn hết phần rồi, em ăn no, cảm ơn bạn nha, em ăn no hết sức rồi, này các bạn ơi, chân thỏ, chân thỏ, sắp đôi à, sắp đôi, hai miếng luôn, hai chân rồi, ba cái ngón luôn. Giòn không? Nhưng mà công nhận chân của nó giòn giống con rúi nhỉ? Đấy. Nhai có rộp đấy, càng chả ngon. Còn khoa thì ấy nhỉ? Làm ăn như kiểu ấy nhỉ? Ăn như nhà hàng ấy nhỉ? Kẹp vào cái lá này, thêm ít chuối này, nõn chuối này. Úi giời, ăn đúng nhà hàng nhỉ? Cái hành rơi vãi đây, ngon thật. Rơi vãi. Đấy là gia vị à? Của tao nhá. Trước mặt ai người ăn rồi. Nhưng mà không được sầm đầu chiếu. Ấy. Anh Hải, anh nhận cả phần xương các bạn. Anh định nhai cái số xương kia. Còn anh Cương, anh vơ hết miếng thịt rồi. Nhất là anh Khoa kia, anh được nhiều nhất. Là khả năng là ông to béo nhất nên là ông được nhiều. À mà Hải được cái đoạn này phê đấy. To đấy. Được nguyên cái quả đầu này. Nó chuối của anh à. Nhưng mà đấy. Mà công nhận là mấy ông mải ăn chịu thôi. Bao hết bằng này rượu. Từ đầu đến chỗ này được các bạn ạ. Chỗ này cái chai này không biết là 200ml mà hôm nay mọi ngày các ông uống kinh lắm, hôm nay uống câu uống không này. Có rượu bia. Không có rượu bia. Từ hôm nay đi có món ngon là nó không có rượu bia. Không ngon. Mải rượu bia nữa các ông ăn hết thì tôi lấy cái gì tôi ăn nữa. Ấy Hải, lá chanh đắng lắm. Úi giời. Công an. Lá là của tao nhá. Chịu thôi. Cái gì đấy? Hành cháy. Hành miếng hành cháy à? Hành cháy. Ngon nhá. Hiểu lắm nhỉ. Ấy à, của tao thôi mà. Úi giời, còn mỗi miếng non chuối. Hải làm nốt à? Đấy. Lại thằng Khoa đấy. Vẫn có thằng giấu. Mà nhanh cay quá. Ăn cái thịt đi kìa, không được tập cướp bây giờ ấy. Không, hôm nay là để em. Không được. Đấy các bác nha. Nói chung hôm nay mấy anh em chúng tôi nướng con thỏ ấy. Ăn xong no quá các bạn. Chắc ngồi đợi cũng phải tầm 1 giờ mới ngồi bắt đầu được ăn các bạn nha. Đây, kiểu mình nướng theo kiểu thủ công ấy. Cũng đến đây với được nhóm bếp các thứ. Tôi no quá. Nó ở ngược rồi các bạn. Bây giờ đang nắng, thời tiết đang nắng nóng ấy. Đây, nhưng mà may quá là địa điểm chúng tôi là có cái
Ôi ơi, sao cứ ngược liên tục ấy nhỉ, no quá nhỉ. Tàn tác hết rồi các bạn. Đây. Mấy anh em đang còn còn tranh nhau mấy cái miếng kia. 3 cân 4 người ăn. 2 cân rưỡi thôi. Đừng chém gió. 3 cân nhỉ? Thiếu gì?